Cho các khí sau: khí oxy, khí CH4 và khí SO2. Bây giờ chúng ta hãy chỉ ra như sau ạ. Các khí này nó nặng hay nhẹ hơn so với khí hydro và nhẹ hơn bao nhiêu lần? Được chưa? Rồi, bây giờ chúng ta sẽ thử nhé. Ví dụ 1. Ví dụ 1 này. Chúng ta áp dụng cái công thức như sau. Tỷ khối của CH của oxy so với hydro sẽ bằng m lớn của oxy chia cho m lớn của hydro. Nó sẽ bằng 2 nhân với 16 chia cho 2 nhân với 1 bằng 16, đúng không? Nó lớn hơn 1 rồi. Đúng không nhỉ? Nên từ đây chúng ta có thể suy ra được này. Oxy nó nặng hơn H2 16 lần. Được chưa? Oxy nặng hơn H2 16 lần. Chúng ta có thể là có cái khẳng định như sau. Đấy. Tiếp theo là khí CH4. Chúng ta tính tương tự nhá. Đó là D của CH4 mà chia cho H2 thì nó sẽ bằng là M lớn của CH4 chia cho M lớn của H2. Nó sẽ bằng bao nhiêu nhỉ? Carbon là 12 cộng với 4 nhân 1 mà chia cho 2. Nào.